Ngày 7 tháng 10, sau khi Iran tung hỏa lực ở Lebanon, các chuyên gia cho rằng cuộc chiến đã làm lộ rõ, lỗ hồng trong chiến lược quân sự mà Israel theo đuổi bấy lâu. Theo The Guardian, trong bối cảnh người dân Israel chuẩn bị cho lễ Rosh Hasana, một trong những dịp Tết quan trọng nhất của đất nước, các đơn vị lực lượng phòng vệ Israel IDF đã chịu tổn thất nặng nề khi chiến đấu ở ít nhất hai điểm nóng dọc biên giới Lebanon với nhiều thương vong. Đây là lời nhắc nhở nghiêm khắc về cái giá phải trả cho chiến tranh, dù Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào Lebanon gây ra thiệt hại nặng nề về nhân mạng và làm hàng trăm người bị thương. Hai tuần sau, khi Israel thực hiện các đợt tấn công mạnh mẽ vào Hezbollah, bao gồm vụ ám sát thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo, ông Seyed Hassan Nasrallah và nhiều lãnh đạo cấp cao khác, một sự thật dần được vén màn, các cuộc tấn công tên lửa từ Iran nhằm vào Israel không hề nhẹ nhàng như các quan chức Israel tuyên bố ban đầu. Thay vào đó, đây là một cuộc tấn công có quy mô lớn, có khả năng áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, đồng thời nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự chiến lược. Những sự kiện này làm dấy lên câu hỏi lớn về khả năng ứng phó của Israel khi đất nước này phải chuẩn bị cho một phản ứng quân sự nguy hiểm đối với Iran. Hơn một năm kể từ khi cuộc chiến đa mặt trận của Israel bùng phát, chiến trường không chỉ giới hạn ở Lebanon mà đã mở rộng ra nhiều khu vực khác như Gaza, Yemen, Syria, Iraq và đặc biệt là Iran. Mặc dù từng nắm giữ ưu thế quân sự và tình báo, vị thế của Israel đang bị thách thức trên nhiều mặt trận khác nhau. Trong khi chiến dịch của Israel ở giải Gaza thu hút nhiều sự chú ý, quân đội nước này trong nhiều tháng qua cũng chiến đấu trên một số mặt trận khác, khiến thời điểm hiện nay trở thành một trong những giai đoạn xung đột phức tạp nhất trong lịch sử 76 năm của đất nước. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận họ đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố lớn vào đêm ngày 27 tháng 8 tại các khu vực Jenin và Tulkarem ở phía bắc bờ Tây, các cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn và thị trấn ở bờ Tây diễn ra gần như hàng ngày và đã gia tăng từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas đã xâm nhập biên giới miền nam Israel, cướp đi sinh mạng của 1.139 người và bắt giữ khoảng 240 người. Kể từ đó, chiến dịch của Israel đã khiến 40.534 người tử vong và 93.778 người khác bị thương ở Gaza. Bên cạnh đó, dọc theo biên giới Israel-Libanon, Israel với Hezbollah đã đọ hỏa lực từ tháng 10 năm 2023, khiến hàng trăm nghìn người ở cả hai bên biên giới phải di rời và hàng trăm người thiệt mạng. Vậy lý do nào khiến Israel lại sử dụng vũ lực để đối phó với nhiều lực lượng cùng một thời điểm như vậy? Hamas, mặc dù đã bị Israel coi là một lực lượng quân sự yếu kém, vẫn duy trì sự hiện diện như một tổ chức du kích ở Gaza trong khi Israel đã tiến hành các cuộc không kích tấn công dữ dội vào giải Gaza, giết hại hơn 40.000 người Palestine, làm hàng loạt khu vực bị san phẳng và khiến nhiều người dân phải di rời. Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Israel tiếp tục tấn công vào phía bắc Gaza trong nỗ lực ngăn chặn Hamas tái tập hợp lực lượng. Nhưng Hamas không phải là mối đe dọa duy nhất. Hezbollah, mặc dù đã mất đi nhiều lãnh đạo quan trọng, vẫn duy trì sức mạnh chiến đấu tại các làng ở miền nam Lebanon, nơi họ đã có gần hai thập kỷ, để chuẩn bị cho cuộc xung đột này. Trong khi đó, Iran tiếp tục gây sức ép lớn hơn. Các đợt tấn công tên lửa từ Tehran không chỉ đơn thuần là hành động trả đũa, mà còn thể hiện khả năng quân sự của Iran trong việc áp đặt thiệt hại nghiêm trọng cho Israel, khiến giới lãnh đạo Israel phải đau đầu tìm kiếm giải pháp. Nhà phân tích quân sự hàng đầu của Haaretz, ông Amos Haden nhận định rằng cuộc đối đầu hiện tại đang trở thành cuộc chạy đua giữa khả năng sản xuất và phát triển công nghệ tấn công của Iran so với hệ thống đánh chặn và phòng thủ của Israel, trong khi Israel vẫn đang nỗ lực củng cố hệ thống phòng thủ. Nước này ngày càng lún sâu vào một cuộc xung đột lan rộng mà không có giải pháp rõ ràng. Ông Anthony Plapp, giám đốc viện nghiên cứu chiến lược tại trường cao đẳng chiến tranh lục quân Hoa Kỳ, cảnh báo về nguy cơ Israel rơi vào bẫy leo thang khi đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa leo thang chiến tranh và duy trì nguyên trạng. Trong bối cảnh cuộc xung đột ngày càng leo thang, Israel đang đối mặt với một thách thức không chỉ là về mặt quân sự mà còn về tầm nhìn chiến lược dài hạn liệu quốc gia này có thể tránh khỏi vòng xoáy leo thang và tìm ra giải pháp bền vững cho cuộc chiến đang ngày càng phức tạp này hay không, vẫn còn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải. Trong bối cảnh các cuộc giao tranh ở Trung Đông liên tục leo thang, giới chuyên gia nhận định rằng khu vực này đang trên bờ vực của một cuộc xung đột rộng lớn hơn và rất nguy hiểm. Ông James Stavridis, chuyên gia bình luận của hãng tin Bloomberg, là đô đốc hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, cựu chỉ huy liên minh tối cao của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhấn mạnh Trung Đông đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Ông Dijak Haas, cựu chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ nhận định, khu vực cũng đồng tình với nhận định trên. Ông nói rằng Trung Đông đang trải qua bước ngoặt. Trong khi đó, ông Thomas Alfred Edman, nhà bình luận của tờ New York Times, thì tỏ ra lo ngại hơn. Ông cho rằng đây là thời điểm báo động đỏ. Ngay cả trước khi Israel triển khai chiến dịch chống Ebola và Iran tiến hành trả đũa bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn, ông Sabridis liên tục được hỏi về khả năng Trung Đông bước vào một cuộc chiến khu vực. Ông Sabridis trả lời ngắn gọn là không ai rõ, nhưng khả năng xảy ra cuộc xung đột rộng lớn chưa bao giờ lớn hơn trong nhiều thập kỷ. Vậy cuộc chiến khu vực thực sự ở Trung Đông sẽ như thế nào? Nó có thể diễn ra cụ thể ra sao? trên không, trên biển hay trên bộ và Mỹ có chắc chắn bị lôi kéo vào cuộc xung đột này hay không. Kể từ khi Hamas bất ngờ tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khu vực này đã rơi vào vòng xoáy bạo lực và leo thang quân sự khó giải quyết giữa Israel và các lực lượng thân Iran và chính Tehran, động thái tiếp theo trong cuộc chiến chết chóc này có lẽ sẽ là phản ứng mạnh mẽ của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào tuần này. Mặc dù cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran không gây thương vong hàng loạt, nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Israel vẫn cam kết, theo lời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, sẽ khiến Iran phải trả giá. Theo ông Saab Riddish, cuộc trả đũa của Israel có thể bao gồm các cuộc không kích tầm xa trên khoảng 1.600 km không phận tranh chấp nhằm vào các yếu tố dễ bị tổn thương nhất của chương trình hạt nhân Iran được phân bổ trên khắp quốc gia rộng lớn này. Cựu đô đốc Hải quân Mỹ chỉ ra rằng để thực hiện cuộc tấn công đó cần phải có kỹ năng phức tạp để nạp bom phá bong ke GBU-57 trên máy bay F-15 Chiki Ikali đã cải tiến và tiếp nhiên liệu trên không một cách khó khăn. Ông Saptidis dự đoán Israel sẽ phải tấn công nhiều địa điểm, 21 địa điểm đã được tiết lộ cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, bao gồm Natanz, Fodow, Adak và Pachin, và chắc chắn có những địa điểm không được tiết lộ. Một cuộc không kích như vậy sẽ cần đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm máy bay, một số cơ sở hạt nhân nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Không quân Israel cũng sẽ cần máy bay chiến đấu chuyên dụng như F-35 và máy bay tác chiến điện tử. Chuyên gia Sapsidis cho rằng Tel Aviv sẽ không được cấp giấy phép bay qua các quốc gia trong khu vực, nghĩa là lực lượng phòng vệ Israel có thể phải đối phó với sự can thiệp của bên thứ ba từ Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq hoặc là Azerbaijan. Trong tình huống này, ông Sabridis nói hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp cho Iran và các máy bay chiến đấu MiG-29 và F-14. Thời chiến tranh lạnh của nước này không đáng gầm nhưng sẽ khiến cuộc tấn công trở nên phức tạp hơn. Nếu Israel tiến hành các cuộc tấn công trên không, phản ứng của Iran sẽ rất lớn. Hezbollah chắc chắn sẽ được lệnh phóng càng nhiều tên lửa đất đối đất càng tốt. Theo chuyên gia bình luận của Bloomberg, khoảng 1 phần 3 trong số 130.000 tên lửa của Hezbollah trước xung đột đã bị Israel bắn hoặc phá hủy trong những tuần gần đây. Nhưng nếu chỉ một nửa số tên lửa còn lại được bắn theo tương đợt về phía Tel Aviv, Haifa, các cơ sở quân sự, cơ quan tình báo Israel Mossad và các trung tâm chính trị ở Jerusalem thì thiệt hại và thương vong của dân thường sẽ rất lớn, ngay cả khi Israel sở hữu các hệ thống phòng không đáng gầm. Ngoài ra, cuộc tấn công của Israel vào Iran có thể khiến Hamas hành quyết những con tin còn lại mà phong trào này đã bắt giữ từ cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Phong trào này cũng có thể thực hiện nhiều cuộc tấn công riêng lẻ bên trong Israel. Lực lượng hậu trị ở Yemen cũng có thể tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa để trả đũa các cuộc tấn công của Tel Aviv. Nhưng mối đe dọa lớn hơn cả chính là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đáp trả của Iran vào Israel. Theo ông Sabtidis, cuộc tấn công được thực hiện bằng phần lớn trong số 3.000 tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí của Iran sẽ áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Khi đó, các bệnh viện của nước này sẽ bị quá tải vì số lượng thương vong lớn, trong khi khả năng duy trì và nhắm mục tiêu của Iran còn là một ẩn số. Các nhà phân tích cho rằng số lượng tên lửa có thể bù đắp cho các sự cố bắn không chính xác hoặc tên lửa bị lỗi. Đồng thời, Iran có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái do lực lượng dân quân Syed Iran ở Syria hoặc miền Tây Iraq giàn dựng vào các cơ sở hạt nhân bí mật của Israel và lực lượng không quân của IDF. Những cuộc tấn công này có thể kết hợp với các cuộc tấn công mạng. Hải quân Iran, mặc dù không phải là lực lượng hùng mạnh, cũng có thể tấn công các tàu vận tải của phương Tây và trên hết là tìm cách đóng cửa eo biển Hormuz. Điều này đòi hỏi Tehran phải sử dụng mìn, tàu cao tốc nhỏ và tàu ngầm. Iran có sẵn những thiết bị đó và thường xuyên huấn luyện cho nhiệm vụ này. Và trong kịch bản này, tình trạng gián đoạn dòng chảy dầu khí có thể tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Theo chuyên gia Sabtidis, các cuộc tấn công trên bộ đáng kể không có khả năng xảy ra, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Iran hiện có khoảng 1 triệu quân, khoảng 2 phần 3 số binh sĩ này đang trong thời gian phục vụ. Nước này có dân số trẻ, gần 90 triệu người, có thể huy động thêm và Iran cũng có thể trông cậy vào một số đồng minh dân quân ở Syria và Liban. Họ có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Israel, có thể là thông qua miền nam Iraq và Syria không? Ông Stavridis cho rằng điều này rất khó xảy ra, nhưng không phải là không thể. Trong khi đó, Mỹ gần như chắc chắn sẽ bị kéo vào một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Iran. Israel sẽ muốn nhận được sự hỗ trợ chiến đấu đáng kể như thông tin tình báo cấp cao nhất từ máy bay giám sát và vệ tinh, hỗ trợ chiến tranh mạng, đạt được tiên tiến và tiếp nhiên liệu trên không. Và khi cuộc chiến rộng lớn xảy ra, các quốc gia Ả Đập sẽ cố gắng duy trì sự trung lập. Khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một lá bài hoang dã, nhưng có lẽ sẽ không cho phép bất kỳ bên nào quá cảnh hoặc tiếp cận các căn cứ của nước này. Tóm lại, cuộc chiến khu vực giữa Israel và Iran có thể làm dạn nứt nền kinh tế toàn cầu, cấp đi mạng sống của nhiều người, gây hỗn loạn ngoại giao và cuốn Washington vào một cuộc xung đột mà họ không muốn bước vào. Tướng Iran bị nghi mất tích sau khi Israel tập kích Beirut, Tướng Esmail Khani, chỉ huy lực lượng QUDS của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, đã mất liên lạc kể từ sau các đợt không kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon cuối tuần trước. Tướng Khani đã tới Lebanon sau khi thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah bị Israel hạ sát. Ông Qani đã đến Lebanon sau khi thủ lĩnh Nasrallah bị sát hại và chính quyền Iran đã không thể liên lạc với ông kể từ sau cuộc không kích của Iran nhắm vào ông Safi al người được nhiều người dự đoán sẽ là thủ lĩnh tiếp theo của Hezbollah. Tuy nhiên, một người cho hay tướng Qani không gặp được ông Safi al vào thời điểm đó. Phía Hezbollah cho biết không thể tìm kiếm Hashem Safi al do các cuộc oanh tạc của Israel ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut trong tuần qua nhóm vũ trang này khẳng định sẽ không vội vàng đưa ra kết luận trước khi kết thúc cuộc tìm kiếm. Khi được hỏi về khả năng tướng Iran thiệt mạng trong cuộc không kích vào Beirut, phát ngôn viên của quân đội Israel, Trung tá Nadab Sosani cho biết kết quả của các cuộc không kích vẫn đang được đánh giá. Ông nói rằng Israel đã tiến hành một cuộc tấn công vào cuối tuần trước nhắm vào trụ sở tình báo của Hezbollah ở Beirut. Ông nói chúng tôi sẽ thông báo khi có kết quả cụ thể. Có rất nhiều câu hỏi về ai đã có mặt hoặc không có mặt vào thời điểm xảy ra cuộc tập kích. QUDS là lực lượng đặc nhiệm thuộc biên chế IRGC và phụ trách toàn bộ hoạt động tác chiến của Tehran ở nước ngoài, từng được mệnh danh là cánh tay nối dài giúp Iran tăng cường tầm ảnh hưởng ở Trung Đông. Đặc nhiệm QUDS được triển khai lần đầu trong chiến tranh iran iraq từ năm 1980 đến năm 1988 và bắt đầu tài trợ cho hàng loạt nhóm vũ trang trong khu vực. Dưới sự chỉ đạo từ Tehran, đặc nhiệm QUDS đã thiết lập phát triển quan hệ, huấn luyện và cố vấn cho các nhóm dân quân ở Afghanistan, Iraq, Lebanon, Syria và Palestine. Tư lệnh IRGC, chuẩn tướng Abbas Nifaudosan cũng đã thiệt mạng cùng với ông Nasrallah trong bong kè khi chúng đòn không kích của Israel hôm 27 tháng 9. Hezbollah tuyên bố họ đã tấn công một căn cứ quân sự ở phía nam thành phố Haifa, miền bắc Israel bằng loạt rocket f 1 Sáng sớm ngày 7 tháng 1, cảnh sát Israel cho biết nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã phóng đốc kết vào Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel với khoảng 300.000 dân. Theo hãng tin Reuters, thông tin từ truyền thông Israel cho thấy ít nhất 10 người bị thương ở miền Bắc nước này. Nhóm Hezbollah xác nhận họ đã tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự ở phía nam thành phố Haifa bằng một loạt đốc kết Fadi 1 vào cuối ngày 6 tháng 10. Truyền thông đưa tin hai quả đốc kết đã bắn trúng Haifa. Hezbollah cho biết họ nhắm vào căn cứ Kamen ở phía nam Haifa. Trước đó đã báo cáo về hai cuộc tấn công vào một căn cứ khác cũng ở phía nam Haifa. Hezbollah được cho là tiến hành cuộc tấn công mới nhất này để trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào tháng trước. Cảnh sát Israel thông tin một số tòa nhà và tài sản đã bị hư hại, cũng có báo cáo về trường hợp bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện ở gần đó trong khi đó quân đội israel tiếp tục tấn công hezbollah các máy bay chiến đấu của israel đã tấn công các mục tiêu thuộc trụ sở tình báo của hezbollah tại thủ đô beirut bao gồm các phương tiện thu thập thông tin tình báo trung tâm chỉ huy và các hạ tầng khác quân đội israel cập nhật trong vài giờ qua các cuộc không kích của họ đã nhắm vào các cơ sở cất giữ vũ khí của hezbollah ở khu vực beirut họ lưu ý có nhiều vụ nổ được ghi nhận sau cuộc tấn công cho thấy sự hiện diện của vũ khí Nước này cho rằng Ebola cố tình giấu các trung tâm chỉ huy và vũ khí của mình bên dưới các tòa nhà của người dân ở trung tâm thành phố Beirut và gây nguy hiểm cho dân thường. Israel còn không kích các mục tiêu liên quan Ebola ở miền nam Lebanon và khu vực Bê bao gồm các cơ sở cất giữ vũ khí, cơ sở hạ tầng, một trung tâm chỉ huy và một bệ phóng. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gọi tắt là IRGC vào ngày 6 tháng 10 tuyên bố, lực lượng này đã sẵn sàng phương án tiến hành cuộc tấn công trả đũa tiếp theo vào Israel nếu đối phương có hành động gây hấn. Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin từ lực lượng vũ trang Iran khẳng định, quốc gia hồi giáo đã hoàn toàn sẵn sàng cho kế hoạch tấn công đáp trả tiếp theo chống Israel. Theo đó, để chuẩn bị cho kịch bản bị Israel tấn công trả đũa cuộc tập kích tên lửa vào tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, Iran đã lên danh sách cụ thể các mục tiêu cho đòn giáng trả mới nhằm vào Israel. Nguồn tin nhấn mạnh quyết định giáng trả sẽ được lập tức đưa ra ngay khi Israel tiến hành hành vi thù địch nhằm vào Iran. Tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng khoảng 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công hàng loạt cơ sở quân sự tại Israel. Iran khẳng định cuộc tập kích nhằm đáp trả việc Israel hạ sát các thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hamas, lực lượng Hezbollah và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy nửa năm, Iran tập kích đường không quy mô lớn vào Israel để báo thù hành vi gây hấn của quốc gia đối địch. Giới chức chính trị và quân đội Israel thề sẽ tiến hành biện pháp đáp trả khốc liệt chống Iran, khiến nước này phải hối hận tuy nhiên thời gian phương thức và địa điểm tiến hành các cuộc tấn công trả đũa của israel chống iran chưa được công bố dư luận khu vực và quốc tế lo ngại israel có thể tấn công các cơ sở dầu mỏ năng lượng thậm chí cả cơ sở hạt nhân của iran kịch bản trả đũa này có nguy cơ làm bùng phát một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa hai bên đồng thời lôi kéo thêm nhiều lực lượng ở cả trong và ngoài khu vực tham gia trong đó có mỹ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, gần một năm sau các cuộc tấn công của Hamas vào Israel, đất nước ông hiện đang chiến đấu trên bảy mặt trận. Ông nói trong một tuyên bố video vào ngày 5 tháng 10, hôm nay Israel đang tự bảo vệ mình trên bảy mặt trận chống lại kẻ thù của nền văn minh. Ông cho biết những kẻ thù đó bao gồm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở phía Bắc, Hamas ở Gaza, Houthis ở Yemen, những kẻ khủng bố ở bờ Tây và lực lượng dân quân Siit ở Iraq và Syria. Ông Netanyahu cho biết, và chúng tôi đang chiến đấu chống lại Iran, quốc gia tuần trước đã bắn hơn 200 tên lửa đạn đạo trực tiếp vào Israel và đứng sau cuộc chiến tranh trên bảy mặt trận chống lại Israel này. Ông cho biết, ông đang duy trì lời hứa thay đổi cán cân quyền lực ở phía Bắc giữa Israel và Lebanon. Israel đã tiến hành gần 9.000 cuộc tấn công vào Lebanon kể từ ngày 8 tháng 10 và Hezbollah đã tiến hành 1.500 cuộc tấn công trong cùng khoảng thời gian đó, theo dữ liệu của ACLED. Nhắc đến Gaza, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel có quyền tự vệ và sẽ không quên 101 con tin mà chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ hết sức để đưa họ về nhà. Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 41.825 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Thủ tướng Netanyahu nói rằng thật đáng xấu hổ khi kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel. Ông Netanyahu nói thêm: "Hãy yên tâm, Israel sẽ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng vì lợi ích của chúng ta và vì hòa bình và an ninh trên thế giới." Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã dùng bê tông phong kín một phần quan trọng thuộc mạng lưới cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Trong một thông báo đưa ra vào tối ngày 5 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel cho biết binh sĩ từ lữ đoàn dù, đơn vị Yahalom và đơn vị công binh tác chiến của Sư đoàn 98 thuộc Bộ Tư lệnh miền Bắc đã phá hủy 250 mét đường hầm và cơ sở ngầm được sử dụng bởi lực lượng đát quan của Hezbollah. Mạng lưới ngầm này được xác định và điều tra trong các hoạt động xuyên biên giới, bắt đầu từ sáng ngày 1 tháng 10 của quân đội Israel với sự phối hợp của các đơn vị đặc biệt. Trong đường hầm của Hezbollah, lực lượng phòng vệ Israel phát hiện có các trung tâm chỉ huy, ba lô chiến đấu của khủng bố và các kho vũ khí lớn được cho là Hezbollah sẽ mang ra sử dụng để tấn công Israel. Bên cạnh đó, trong đường hầm còn có các khu sinh hoạt được trang bị nhà tắm, bếp và kho thực phẩm. Đáng chú ý, cơ sở hạ tầng ngầm này không mở rộng vào lãnh thổ Israel. Sau khi bị phát hiện, các đường hầm đã được niêm phong bởi đơn vị công binh tác chiến của Sư đoàn 98 thuộc Bộ Tư lệnh miền Bắc và đơn vị Yahalom với sự phối hợp với Cục Kỹ thuật và Xây dựng của Bộ Quốc phòng Israel. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã thu giữ hàng loạt trang thiết bị vũ khí khi hoạt động ở miền Nam Liban. Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 4 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel nói rằng các trang thiết bị vũ khí thu giữ bao gồm đạn dược, bệ phóng tên lửa và vũ khí chống tăng. Video do lực lượng phòng vệ Israel phát hành cho thấy những vật thể dường như là đạn dược và các thiết bị quân sự khác bên trong một tòa nhà dân cư. Vào sáng ngày 1 tháng 10, Israel tuyên bố bắt đầu triển khai chiến dịch trên bộ hạn chế nhắm vào một số khu vực phía nam Liban, nơi tập trung nhiều lực lượng của Hezbollah. Hoạt động này diễn ra sau hai tuần Israel không kích dữ dội vào các mục tiêu của Hezbollah, nhất là ở phía nam thủ đô Beirut, nơi đặt trụ sở chính của Hezbollah. Mục tiêu của Israel khi điều quân vào miền nam Liban là đẩy lùi lực lượng Hezbollah nhằm cho phép 60.000 người Israel ở miền Bắc di tản từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái trở về nhà. Một ngày sau, Israel đã chịu tổn thất đầu tiên khi đại úy Eitan Isaac Oster, 22 tuổi, là tiểu đội trưởng của tiểu đội Egot thuộc lữ đoàn biệt kích, đã thiệt mạng trong một trận chiến ở miền nam Liban. Tiếp đó, vào hôm 3 tháng 10, quân đội Liban lần đầu tiên đã nổ súng chống lại lực lượng Israel khi một căn cứ quân sự của nước này ở miền nam bị tấn công khiến một quân nhân thiệt mạng.